Chào mừng các bạn đến với kênh Blue Fresher. Có thể nói việc bắt cá, bẫy cá, giăng lưới bắt cá là chuyện quá bình thường. Chúng ta không cần bàn luận chi nhiều. Những điều đã nói ở đây là con người sử dụng điện để bắt cá. Và tôi biết vẫn còn có nhiều người định kiến về cách bắt cá này. Nhiều người cho rằng việc sử dụng điện bắt cá là quá nguy hiểm. Nhưng điều đã nói ở đây là việc sử dụng điện bắt cá này có thể gây tận diệt những sinh vật khác sống trong một khu vực. Nhưng ở một số quốc gia tiên tiến, người ta sử dụng điện bắt cá rất hay. Họ điều chỉnh lượng điện thích hợp, chỉ đủ gây tê, làm cho cá bất tỉnh. Và đương nhiên, việc đánh bắt cá kiểu này gây ảnh hưởng rất ít đến những sinh vật khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều người có lòng tham, họ sẵn sàng dùng dòng điện có cường độ lớn để đánh bắt cá được nhiều hơn.